Thưa quý vị, sau chương trình Hát cho Biển Đông và quyền con người ở Washington DC ngày 6 tháng 7 năm 2014, trong tuần lễ vừa qua, Vũ Nhân đã đi đến các thành phố Sacramento, Stockton, San Francisco, San Jose, Fresno, Bakersfield để được lắng nghe ý kiến của khán giả về chương trình trực tiếp truyền hình của đài truyền hình SBTN trong ngày Hát cho Biển Đông và quyền con người ngày 6 tháng 7 năm 2014. Và Vũ Nhân sẽ tiếp tục đi các nơi để đón nhận ý kiến, đóng góp của quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Hôm nay kính mời quý vị chia sẻ những tâm tình sau đây. Thưa ông thẩm phán Phan Quang Tuệ, ông là người ra ứng cử Quốc hội Hoa Kỳ, xin ông có thể cho biết cái cảm nghĩ của ông như thế nào khi ông xem chương trình trực tiếp truyền hình của đài truyền hình SBTN ngày 6 tháng 7 năm 2014 thưa ông? Tôi rất phấn khởi vì tôi thấy được là đồng bào các nơi nhiều tiểu bang tụ họp về Hoa Thịnh Đốn và đã biểu tình trước tòa đại sứ Trung Cộng, trước tòa đại sứ Việt Cộng và sau cùng là đi về Quốc hội và trước tòa Bạch Ốc, hàng ngàn người và đồng tâm nói lên tiếng nói để đòi hỏi tự do, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam. Đó là một điều rất khích lệ, tôi thấy khí thế rất mạnh. Thưa ông kỹ sư, ông là người tham gia rất nhiều các sinh hoạt của cộng đồng. Ông nghĩ như thế nào về cái chương trình trực tiếp truyền hình của đài truyền hình SBTN vào ngày 6 tháng 7 năm 2014, thưa ông? Cảm ơn thông tin viên Vũ Nhân. Chúng tôi thấy rằng là xuyên qua cái sinh hoạt mà Hát cho Biển Đông và quyền con người đó, cũng như là cuộc biểu tình trước đó ở tại tòa đại sứ Trung Cộng và tòa đại sứ Việt Cộng đó, và sau đó là buổi tuần hành đó, thật sự về ý nghĩa nó rất là lớn lao. Và chúng tôi cũng đã thấy được là thông tin viên Vũ Nhân rất là, phải nói là rất là năng động và rất là thành công trong cái việc mà đem cái chuyên chở cái tiếng nói của những cái đồng hương, của những cái đồng bào chúng ta tham dự cái buổi đó và đã nói lên được cái tấm lòng nói chung. Thì hình ảnh của cái buổi sinh hoạt đó đó, nó đã đồng lại trong lòng người Việt tị nạn chúng ta rất là lớn về ý nghĩa cũng như là về cái mục đích. Và đặc biệt là nó đã gây được một cái tiếng vang mạnh mẽ trên cả những cái người cộng đồng người Việt ở hải ngoại, không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà tất cả các nước khác, và đặc biệt là đối với chính giới Hoa Kỳ. Điều đó nó tạo nên một cái ảnh hưởng mà tôi nghĩ rằng cái chính giới Hoa Kỳ, những người có trách nhiệm, họ phải nhìn, họ phải để ý, họ phải biết đến một số sinh hoạt nó mang tính cách đặc thù như vậy. Và điều đó nó làm cho cái giá trị, cái tiếng nói của người Việt chúng ta ở tại ngoài này được nâng lên. Vũ Nhân, chân thành cảm ơn thời giờ của ông dành cho đài truyền hình SBTN. Xin cảm ơn thông tin viên Vũ Nhân và cảm ơn khán thính giả của đài. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới.